từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Kính thưa các quý bác sĩ, nội dung chương trình buổi đầu tiên của chương trình phần 6 sẽ do bác sĩ Nguyễn Quang Trọng, Tổng thư ký Chi hội SOM Việt Nam trình bày bài giảng siêu âm mạch máu Doppler huyết khối tĩnh mạch ngoại vi. Sau đây xin kính mời bác sĩ Nguyễn Quang Trọng bắt đầu phần bài giảng. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói về chủ đề siêu âm mạch máu. Bài ngày hôm nay tôi trình bày là siêu âm chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch ngoại vi, tức là bao gồm huyết khối tĩnh mạch chi trên, chi dưới và chi trên. Đây là chuỗi chương trình, đây là cái hình bệnh viện chụp tôi vào năm 2015. Còn bây giờ thì tôi già hơn rồi. Cái chương trình này tôi xin gửi lời cảm ơn đến Chi hội Siêu âm Việt Nam, Hội Điện quang và Y học Hạt nhân Việt Nam và công ty tài trợ là GE Healthcare Việt Nam. Đây là cái hình ảnh mà trong những cái bảo tàng người ta còn lưu giữ. Người ta đặt cái tượng của Hippocrates ôm lấy một cái chân, và cái chân này bị giãn cái tĩnh mạch. Đây là cái tĩnh mạch hiện lớn và cái đoạn ở phía dưới, cái đoạn dưới cẳng chân. Đó, nó giãn ra, nó ngoằn ngoèo như thế này và nó bị huyết khối. Thì như vậy thì cái từ thời mà Hippocrates thì đã có những cái bệnh lý về tĩnh mạch rồi. Mình đề cập đến đầu tiên là về cái giải phẫu. Thì mình cố gắng dùng những cái sơ đồ cho nó đơn giản để mình dễ hiểu. Thì mình có như vậy là cái hệ nông, mình có hệ tĩnh mạch nông và sâu. Thì cái đường màu xanh lợt này là hệ tĩnh mạch sâu, và cái đường màu xanh đậm là hệ tĩnh mạch nông. Thì cái hệ tĩnh mạch nông á, thì lớn nhất là mình có cái tĩnh mạch hiện lớn, nó chạy từ vùng đùi nó xuống đến mặt trong cẳng chân, và nó có một cái nhánh phụ ở tầng đùi, nó có một cái nhánh phụ phía trước gọi là accessory, anterior accessory, gọi AASV, là nhánh phụ phía trước. Còn cái dưới tầng cẳng chân thì cái nhánh chính đây, còn cái nhánh phụ thì nó lại là cái nhánh phụ phía sau, posterior accessory, cái nhánh phụ phía sau. Đó, như vậy thì nhắc lại là mình có cái phần nông thì từ mặt từ đùi xuống đến cẳng chân, ở phía mặt trong của đùi thì mình có tĩnh mạch hiện lớn và có một cái nhánh phụ phía trước, còn dưới tầng cẳng chân thì nó lại là nhánh phụ phía sau. Đó là về tĩnh mạch hiện lớn. Còn nếu mình nhìn từ phía sau trở lại thì đây là cái bắp chân, thì mình sẽ có một cái tĩnh mạch hiện bé, nó chạy dọc sau bắp chân đi xuống. Như vậy là ở tầng cẳng chân á, và nó có một cái nhánh từ cái tĩnh mạch hiện bé này, nó có cái nhánh hướng lên đùi. Thì ngày xưa nó gọi là tĩnh mạch Leonardo, còn bây giờ người ta gọi là cái nhánh phụ TO, nhánh phụ phía sau. Rồi. Về cái hệ tĩnh mạch thì như vậy, đây là cái hệ tĩnh mạch sâu. Thì cái tĩnh mạch sâu á thì nó có tĩnh mạch đùi và cái tĩnh mạch đùi, một cái tĩnh mạch đùi nông. Đây tĩnh mạch đùi sâu, đây là tĩnh mạch đùi. Đó. Rồi dưới cái tầng cẳng chân á thì đây là cái tĩnh mạch queo, và nó sẽ nhận máu từ cái cặp tĩnh mạch chạy trước, tĩnh mạch chạy sau, tĩnh mạch mát và tĩnh mạch cơ bụng chân trong, từ mạch cơ bụng chân trong, cơ bụng chân ngoài, gọi chung là cái gastric nemius, cơ bụng chân, nó có trong và ngoài, và cái tĩnh mạch cơ dép nó nhận máu về. Rồi nếu mà mình dùng theo cái lát cắt thì mình sẽ có như thế này. Đây là cái cắt qua từ vùng đùi cao xuống thấp, rồi xuống đến cái vùng queo. Thì như vậy thì nếu mà đùi mình chia ra 1/4 trên á, thì cắt như thế này thì mình sẽ thấy rằng là cái động mạch và tĩnh mạch hệ sâu nó đi với nhau. Thì đây là cái động mạch đùi sâu và động mạch đùi nông, thì kèm với nó là tĩnh mạch đùi sâu và tĩnh mạch đùi nông. Còn cái tĩnh mạch hiện á, là nó không có động mạch đi kèm. Đó, còn cái hệ sâu thì động mạch nó đi kèm với tĩnh mạch. Đó. Như vậy là nó ở vùng đùi á, thì nó ở trước trong, rồi xuống đến giữa đùi á, thì nó vô trong, và xuống đến cái phần queo
thì là từ phía trong lên phía sau, đây là, và đến cái nếu mà tĩnh mạch đùi á, hệ động tĩnh mạch đùi sâu đó, ở cái phần vùng bẹn á, phần cao á, là nó nằm ở trước trong, thì từ từ nó đi vô trong và xuống đến queo thì nó đi ra sau, thì mình có động tĩnh mạch queo đây. Rồi như vậy đó là tầng đùi. Xuống đến tầng cẳng chân thì mình có, đây là mình cắt ngang cái cẳng chân bên phải, đây là xương chày, đây là xương mát. Mình nhìn từ phía dưới lên thì đây nó có một cái màng giang cốt nối giữa xương chày và xương mát. Thì mình chia ra như vậy là cái động tĩnh mạch ở hệ sâu á, là động tĩnh mạch chày trước đây, nó sẽ nằm ở phía trước cái màng giang cốt. Thì mình thấy đây động mạch, hai cái tĩnh mạch đi kèm, và đây là cái thần kinh. Đó, như vậy là đây là của cái động tĩnh mạch chày trước. Động tĩnh mạch chày sau thì mình có động mạch chày sau, đây hai cái tĩnh mạch chày sau, và đây thần kinh nó nằm ngay sát cái xương chày. Và về phía xương mát là mình có động tĩnh mạch mát. Đó, như vậy đây là cái tầng cẳng chân. Nếu mà có một cái điểm khác nhau giữa cái tầng đùi và cẳng chân á, là ở cái hệ sâu á, là ở tầng đùi thì một động mạch đi kèm một tĩnh mạch, nhưng mà đến tầng cẳng chân thì thông thường là một động mạch đi kèm với hai tĩnh mạch, và có khi là ba tĩnh mạch. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình lưu ý đây, cái tĩnh mạch hiện lớn á, là nó đi đơn độc một mình, nó đi nông dưới da. À, rồi cái tĩnh mạch hiện bé cũng tương tự như vậy, đến tầng cẳng chân này nó đi nông dưới da và không có động mạch đi kèm. Rồi. Ở đây mình thấy rằng là trên cái thiết đồ cắt ngang này á, là nó có cái cơ bụng chân ngoài và cơ bụng chân trong. Thì cái ông Netter này ổng không có vẽ cái động tĩnh mạch, nhưng mà thực ra nó cũng có động tĩnh mạch, thì nó tương tự như cái động mạch chạy sau và mát, tức là ở trong cái cơ bụng chân ngoài này á, nó có một động mạch và hai tĩnh mạch đi kèm. Cơ bụng chân trong cũng tương tự như vậy, cơ giáp nó cũng có một động mạch và hai cái tĩnh mạch đi kèm. Đó. Thì như vậy thì những cái này là mình khảo sát. Thì cái động tĩnh mạch của cơ giáp, cơ bụng chân ngoài, cơ bụng chân trong là xếp vào hệ tĩnh mạch sau. Rồi. Như vậy thì cái hình ảnh này nó chuyên về tĩnh mạch thì người ta làm vẽ rõ hơn. Và rõ ràng là đây là cái tĩnh mạch hiển bé đây. À, nó đi nông dưới da. Còn đây là cơ bụng chân ngoài, để cơ bụng chân trong thì ở đây nó có một động mạch và hai tĩnh mạch đi cùng. Đây là tĩnh mạch cơ giáp, nó cũng có thường là hai tĩnh mạch nó đi cùng lên. Đây là đó, cái cơ bụng chân ngoài trong đây, cơ bụng chân ngoài đây, người ta cắt ngang cái khúc này, nó nối lên phía trên đây. Rồi, và như vậy thì đây là mình làm cái động tĩnh mạch của cái chày sau ở bên phải. Thì mình thấy như vậy là nó có luôn luôn có, thường là nó sẽ có một động mạch và hai tĩnh mạch đi kèm. Và như vậy nó là nằm ở trong cơ, và như vậy nó nằm ở sát cái xương chày, thì cái này nó xếp vào hệ tĩnh mạch sâu. Đây là mình đang coi cái tĩnh mạch cơ bụng chân, đây là tôi ghi chú cho đây là cơ bụng chân trong ở bên phải. Thì các nhìn thấy rằng là mình thấy đây một cái tĩnh mạch rất lớn, đây là cái động mạch, và đây là tĩnh mạch nó nhỏ hơn. Như vậy thì một trong những cái đặc tính đó là đôi khi là nó khẩu kính của tĩnh mạch nó không có tương, nó không có như nhau, có thể có cái lớn, có thể có cái nhỏ, và người ta không dựa vào khẩu kính của tĩnh mạch trong cơ để mà chẩn đoán suy tĩnh mạch sâu. Nên các bạn hết sức lưu ý điều này. Các bạn thấy như vậy, cơ bụng chân trong như vậy, mình đo cái đường kính của một cái tĩnh mạch đó là 5.1 mm, một cái là 1.7 mm. Như vậy thì mình đừng có chẩn đoán là bệnh nhân bị suy tĩnh mạch ở cơ bụng chân, không có cái chẩn đoán như vậy. Vì cái bản chất của cái tĩnh mạch trong cơ là nó ở vùng bắp chân, là nó là kho dự trữ máu. Tức là lúc mà nó nghỉ ngơi thì nó sẽ căng lớn ra để nó chứa máu, cho nên mình không có chẩn đoán suy dựa vào khẩu kính của nó. Đó. Và một trong những cái là khi mình làm là siêu âm tĩnh mạch là luôn luôn phải đè ép. Các nhị thấy là mình đè ép thì hai cái tĩnh mạch này nó xẹp hoàn toàn, còn cái động mạch này nó đập ở dưới cái đầu dò của mình. Đó. Và như vậy là đây là mình tiếp cận một cái cơ bụng chân. Đó. Rồi bây giờ đây là hệ tĩnh mạch nông. Mình có là cái tĩnh mạch hiện lớn, nó nằm đây là da và mỡ dưới da. Cái tĩnh mạch hiện lớn nó nằm đây, ngay dưới cái lớp da như vậy. Và như vậy thì cái này người ta ví, còn đây là cái tĩnh mạch bé.
Và cái hình ảnh này người ta ví giống như là con mắt của Ai Cập, giống con mắt của Cleopatra đó, người ta tưởng tượng là như vậy. Rồi, rồi bây giờ mình coi cái chi tiết hơn một chút, thì mình đó có đây là da, thì ở đây nó có một cái mạc người ta gọi là mạc nông, thì cái tĩnh mạch hiện lớn á, là nó đi phía dưới cái mạc nông này, còn cái nhánh phụ của tĩnh mạch hiện lớn thì nó đi trên cái mạc nông này, tức là nó đi rất là nông da và đến cái tĩnh mạch hiện nhánh phụ của tĩnh mạch hiện lớn, và sau đó thì qua một cái mạc mà gọi là mạc nông thì mình mới đến tĩnh mạch hiện lớn, rồi qua một cái mạc nữa gọi là mạc sâu thì mình mới đến cái phần cơ, thì trong cơ, cạnh cơ thì mình sẽ có những cái tĩnh mạch sâu, thì về tĩnh mạch sâu thì có động mạch nó đi cùng với tĩnh mạch, còn hệ nông thì nhắc lại là tĩnh mạch nó đi đơn độc, nó không có đi cùng động mạch. Rồi, chi tiết hơn thì mình thấy rằng là nó có trên đây là cái tĩnh mạch hiện, đây là tĩnh mạch hiện đây, hoặc là hiện lớn hoặc hiện bé, thì phía trên cái mạc nông này nó còn có những cái gọi là reticular venous plexus, tức là cái đám, những cái đám rối tĩnh mạch nông như thế này, tiếp đến mới đến là da. Rồi, bây giờ lại tiếp nói về giải phẫu. Thì như vậy thì mình nhớ rằng là đây là da, mở dưới da, và nó phải có một cái mạc nông, thì cái tĩnh mạch hiện lớn nó nằm phía dưới cái mạc nông này đó, điều đó. Và đây là cái hình ảnh này là một cái hình ảnh để nói tương quan giữa giữa cái nhánh phụ và nhánh chính. Như vậy thì các anh chị thấy rằng là mình cắt ngang đây, thì cái con mắt Cleopatra đây, thì cái tĩnh mạch hiện lớn này nó nằm ở phía dưới mạc nông, cho nên nó là nhánh chính. Xuống đến, thông thường là đây là cái tầng dưới cẳng chân. Xuống đến tầng cẳng chân thì các anh chị thấy rằng là cái nhánh chính nó lại nhỏ và nó nằm phía dưới mạc nông, còn cái nhánh phụ là nó lại lớn hơn và nó nằm phía trên cái mạc nông này. Đó. Thì như vậy thì mình không dựa vào lớn nhỏ để nói là nó phụ hay nó chính, không? Ở trên đây là nhánh chính đây, dưới đây nhánh chính đây, và đây là nhánh phụ. Đó, mình nhìn, nếu mình nhìn trên cái thiết đồ dọc, mình sẽ thấy đây, đây là cái nhánh chính. Để xuống đây nó nhỏ nhưng mà nó vẫn là nhánh chính, bởi vì nó nằm phía dưới cái mặt nông, còn cái nhánh mà lên trên mặt nông thì nó là nhánh phụ. Rồi, và một trong những cái đặc tính của tĩnh mạch là rất là nhiều biến thể. Thì đây là cái biến thể tại quai của tĩnh mạch hiện lớn. Thì nhiều khi là cái tĩnh mạch hiện lớn nó đổ vô cái tĩnh mạch đùi chung ở ngay vị trí này, và đồng thời cái nhánh phụ nó cũng đổ đồng thời luôn. Còn cái kiểu thứ hai là nó sẽ, đây là cái van trước tận cùng, thì nó sẽ đổ vào phía trên của van trước tận cùng đổ về. Một cái biến thể nữa là nó sẽ đổ vào một cái lỗ riêng, tức là cái nhánh chính thì đổ vào một vị trí và cái nhánh phụ phía trước nó đổ vào một vị trí. Đó. Rồi một cái biến thể nữa, tức là ở cái đoạn ở trên này, cái phụ cũng là chính là cái chính luôn. À. Rồi, như vậy thì về cái trên cái đường đi của nó có thể ví dụ như đến đây, nó giống như nó có một cái ốc đảo này, hai cái dòng sông nó bị tách ra làm hai ngã và nó hợp lưu lại. Đó. Rồi cái thứ hai là cái này cũng rất là thường gặp, tức là cái nhánh chính đây và đây là nhánh phụ. Thông thường đây là nhánh phụ phía trước, cái này khoảng chừng 25%, còn cái nhánh mà đi xuông một đường đây là 50%. Rồi cái gì thấy nhánh chính đây và nhánh nó chia làm hai nhánh luôn và nó nằm phía dưới mặt nông luôn, cái này khoảng chừng 10%, tức là xem như là hai nhánh chính luôn, nó nằm dưới mặt nông. Còn một cái kiểu nữa là ngay trên tầng đùi nó đã cái nhánh chính nó đến đây, nó lại chạy ra phía trên mặt nông và nó trở thành cái nhánh phụ luôn. Đó, cái này khoảng chừng 15%. Nói chung là mình hiểu được là nó có những cái kiểu biến thể như vậy, để đừng có ngạc nhiên khi mình khảo sát, tức là có thể nó nằm dưới mặt nông hay là trên mặt nông. Đó. Cái tầng dưới cẳng chân nó cũng rất là nhiều biến thể. Cái gì thấy nó có thể đi xuông được như thế này, không có nhánh phụ phía sau, có thể nhánh phụ phía sau nó xuất phát thấp, nhánh phụ phía sau xuất phát cao. Rất là nhiều kiểu. Dạ. Bây giờ mình sẽ giải thích ở tầng cẳng chân một chút. Ở tầng cẳng chân đôi khi nó cái tĩnh mạch hiện lớn nó thiểu sản hoặc không có. Ví dụ như cái hình ảnh thứ nhất này,
người ta gọi là cái tiếp I, tức là tiếp Y đó, thì nó giống như cái chữ Y vậy đó. Và như vậy này, đây là nhánh phụ phía trước của tĩnh mạch hiện lớn, và như vậy tĩnh mạch hiện lớn nó chạy thẳng từ trên xuống dưới và không có cái nhánh phụ phía sau ở cái tầng cận dần. Thì như vậy đó là tiếp Y. Cái tiếp thứ hai gọi là tiếp H, là cái hình ảnh này, tức là cái này cũng khá thường gặp, tức là nhánh chính nó chạy từ trên xuống và dưới tầng cận chân này nhánh phụ nó chạy ra phía sau, để tiếp H. Còn một cái tiếp nữa gọi là tiếp S, tức là cái nhánh chính nó chạy ở tầng cận chân đến cái chỗ ngang chỗ cái vùng mắc cá gối, đến ngang cỡ khớp gối thì cái nhánh chính nó ngưng, nó bất sản luôn và nó nối ra phía trước, tức là lên trên phía trên mặt nông là cái nhánh phụ nó chạy xuống, thì cái gọi là tiếp S. Cho nên mình thấy là con mắt này nó nhắm rồi, nó trống trơn, nó không có cái nhánh chính ở trong. Đó. Mình coi cái hình siêu âm để dễ hình dung. Các anh chị thấy rằng là cái đây là cái mạc nông, và như vậy thì mình thấy mình quét cái đầu dò từ trên xuống dưới thì ở trên á là nó nằm dưới mạc nông, xuống phía dưới á thì cái nhánh chính nó nhỏ hơn và nó nằm phía dưới mạc nông, còn cái nhánh phụ á là nó lớn hơn và nó nằm phía trên mạc nông. Như vậy thì trong trường hợp này xuống phía dưới ở cái nhánh lớn, cái nhánh nó lớn hơn lại là phụ, còn cái nhánh chính là nó nằm ở phía dưới mạc nông. Như vậy thì đây là cái ở phía trên là cái nhánh chính đây, xuống phía dưới đây cái mạc nông, và đây là xuống dưới này, cái đây là cái mạc nông mà nhánh chính này, còn cái nhánh phụ thì nó lại nằm phía trên cái mạc nông và nó lớn hơn. Đây là mình từ trên xuống dưới khớp gối, tức là mình cắt ở ngang khớp gối ấy, thì ở trên khớp gối thì cái nhánh chính là nó nằm phía dưới mạc nông, xuống dưới là nó không có nữa mà nó chạy ra phía trên mạc nông luôn, thành nó trở thành nhánh phụ. Đây là cái tiếp H đây, tức là ở phía trên khớp gối là nó dưới mạc nông này, xuống phía dưới khớp gối thì đây nó không có mà nó nằm phía trên mạc nông. Như vậy đây là cái tiếp H mà mình mới đề cập ạ. Rồi. Bây giờ lại nói đến cái tĩnh mạch hiện bé. Thì như vậy thì mình đang vẽ đây là cái tĩnh mạch hiện bé, và như vậy nó có một cái tĩnh mạch, cái nhánh hướng lên đùi, nhánh hướng đùi. Như vậy là theo chiều dòng chảy là tĩnh mạch hiện bé nó đi từ dưới cái bàn chân đi lên trên cái vùng khoeo, rồi đây cái nhánh TE là cái nhánh hướng lên đùi đây, nhánh TE hướng lên đùi. Đó gọi, và nếu mà tĩnh mạch này nó có thể có một cái tĩnh mạch, cái tĩnh mạch mà hướng lên đùi gọi là thai extension á. Nếu cái tĩnh mạch này kết nối giữa cái hiện bé với cái hiện lớn qua nhánh mũ đùi thì gọi là tĩnh mạch liên hiện. Đó là cái nhánh TE này nếu mà nó nối với cái tĩnh mạch hiện lớn, đây là mình nhớ nha, đây là hiện bé đây, đây là hiện lớn này, nếu mà nó kết nối cái nhánh TE này nó nối qua tĩnh mạch hiện lớn thì lúc đó nó gọi là intercephenal vena, tức là tĩnh mạch liên hiện. Đó, thì trước đây tĩnh mạch này nó gọi là tĩnh mạch Giacomini. Rồi. Như vậy thì rõ ràng là mình lại coi một lần lại nữa. Như vậy thì đây là cái tĩnh mạch bé, nó chạy hướng lên đùi, và đây là cái nhánh TE, thay cái tần sinh hướng lên, và nó có thể hình thành cái tĩnh mạch Giacomini. Rồi, như vậy thì trên cái thiết đồ cắt dọc này mình đây, đó đây là cái tĩnh mạch popliteal, tức là tĩnh mạch queo, nó chạy ở sâu phía dưới đây. Đây là cái tĩnh mạch hiện bé, nó lên nó hợp lưu lại. Rồi đây là cái nhánh của cái tĩnh mạch cơ buồng chân, nó hợp lưu lên, và đây là cái nhánh hướng lên đùi. Rồi. Ở 25% trường hợp thì cái tĩnh mạch hiện bé nó không đổ vào tĩnh mạch queo. Tức là mình thấy đây nè, đây là cái tĩnh mạch hiện bé và đây là cái nhánh TE. Thì phần lớn trường hợp 3/4 trường hợp là như vậy, nhưng mà 25% trường hợp, tức là 1/4 số dân số, thì cái nhánh tĩnh mạch hiện bé này nó chạy lên đây và nó hình thành luôn cái nhánh TE luôn, và nó không có đổ vào cái tĩnh mạch queo. Rồi. Rồi cái mức mà cái tĩnh mạch hiện lớn nó đổ vào tĩnh mạch queo thì nó như thế này, người ta tính phần trăm, tại vì nó rất là nhiều biến thể, cho nên thế trung bình á là nó trên cái nếp queo, tức là mình nhìn cái queo mình nó có cái nếp ghép mà đó,
thì nó ở trung bình là nó trên nếp veo khoảng chừng 3 cm trên nếp veo, đa phần là như vậy. Còn một số trường hợp thì nó gần chừng 2, có một số trường hợp là 4, hoặc là có những cái trường hợp đó cái gì thấy không nè, trên nếp veo 0,1 nè đó, nó có thể lên rất là cao đến 7-8, nhưng mà thường là khoảng chừng 3 cm ở trên nếp veo là cái quai trên thì bé nó đổ vô. Rồi chưa hết ạ, bây giờ mình có những cái tĩnh mạch gọi là tĩnh mạch xuyên perforator, tức là nó sẽ có vai trò kết nối giữa hệ tĩnh mạch ở đây cái màu sậm đây là cái tĩnh mạch hiển là hệ nông, và cái màu tím tím đây là cái hệ sâu. Thì cái tĩnh mạch xuyên này nó kết nối giữa hệ nông và hệ sâu. Ở vùng đùi thì mình có cái hunterian và cái đốt là hai cái tĩnh mạch nó nối vô trong. Còn ở tầng cẳng chân mình có boy và ba cái cúc kịt, 1, 2, 3. Rồi như vậy thì, nhưng mà đó là ngày xưa, còn bây giờ người ta khuynh hướng người ta đổi tên giải phẫu rồi. Ngày xưa gọi là hunter là cái trên cùng đây, thì bây giờ gọi là middle medial thigh perforation. Nếu mà dịch ra tiếng Việt là tĩnh mạch xuyên đùi, xuyên giữa đùi cao, trong cao, cũng rất là khó dịch. Middle là giữa, medial là trong, thay là giữa đùi, và tĩnh mạch giữa đùi, và cái đó là hunter. Còn cái lower đây là vùng giữa, còn thấp vùng giữa gọi là tĩnh mạch xuyên ở đùi ấy. Nhưng mà mình tạm gọi là tĩnh mạch xuyên đùi giữa và tĩnh mạch xuyên đùi dưới. Thì giữa là hunter và dưới là cái đút này, là nó sẽ kết nối giữa cái tĩnh mạch hiển, tĩnh mạch nông tức là tĩnh mạch hiển lớn đó, và cái tĩnh mạch đùi tức là thuộc về hệ tĩnh mạch sâu đó. Còn cái phần mà tầng cẳng chân á, cao nhất là cái boy này á, nó gọi là tĩnh mạch xuyên cạnh đùi cao, upper paratibial perforator là cái cao đây. Còn cái ở dưới á, thì thấp nhất gọi là cúc kịt 1, cái thứ hai là giữa, và cái thứ ba là cao, thì bây giờ gọi là upper middle và lower, tức là tĩnh mạch xuyên đùi sau cao, phần trên, giữa và dưới. Thì thông thường nếu mà mình sợ dùng từ người ta không hiểu thì mình nên ghi chú tiếng Anh vô. Thì cái dòng chảy nó như thế nào? Thì mình biết rằng là trong cái tĩnh mạch nó có hệ thống van tĩnh mạch, và như vậy thì nó sẽ đi từ ngoại vi về trung tâm. Đó, nó cho dòng chảy một chiều thôi. Và đây là cái hệ tĩnh mạch nông và đây hệ tĩnh mạch sâu. Thì cái tĩnh mạch đây là tĩnh mạch xuyên, và cái chiều dòng chảy trong tĩnh mạch xuyên là đi từ hệ nông vào hệ sâu. Rồi ở đây là nét diện, mình cắt ngang cái cẳng chân á, để mình hình dung. Như vậy thì mình sẽ có đây là cái tĩnh mạch hiển lớn, cái phần cẳng chân đây là nó nằm ở phía trước trong cẳng chân. Rồi đây là cái nhánh phụ phía sau của tĩnh mạch hiển bé, hiển lớn, nhánh phụ phía sau của tĩnh mạch hiển lớn. Và từ nhánh phụ phía sau nó có những cái tĩnh mạch nó xuyên vô trong, thì nó gọi là tĩnh mạch xuyên cúc kịt 1, cúc kịt 2, cúc kịt 3 đó. Rồi mình thấy được tĩnh mạch xuyên không? Thì tĩnh mạch xuyên nó có khẩu kính rất là nhỏ và mình ít khi thấy, nhưng mà mình có thể thấy được nếu mình làm đầu dò độ phân giải cao và mình khảo sát thiệt là nông. Thì cái nhìn thấy đây là một cái tĩnh mạch xuyên. Và nên nhớ rằng là tĩnh mạch xuyên nó cũng có động mạch đồng hành. Nên ví dụ như mình cho đốm lem màu vô, mình sẽ thấy động mạch đồng hành. Thì thông thường mình dùng đốm lem màu nó sẽ không có đẹp, mình nên dùng cái mốt là gọi là B-Flow hoặc là B-Flow Color, thì mình sẽ nhận diện rõ hơn, nó đỡ cái sọ ảnh cho chuyển động hơn. Thì đây là cái tĩnh mạch xuyên và đây là cái động mạch đi cùng nó. Rồi về thuật ngữ thì người ta lưu ý là bây giờ đã từ lâu, cách đây cũng phải 5-7 năm rồi, người ta có một số cái thuật ngữ người ta thay đổi. Cái thứ nhất là cái tĩnh mạch đùi nông á, thật ra là động mạch đùi nông thì nó đi kèm với tĩnh mạch đùi nông, nhưng mà nếu mà dùng tĩnh mạch đùi nông thì người ta lại lầm với hệ tĩnh mạch nông, mặc dù nó thuộc về hệ tĩnh mạch sâu. Cho nên người ta quyết định là đối với tĩnh mạch á, người ta bỏ cái chữ tĩnh mạch đùi nông đi, người ta đổi thành tĩnh mạch đùi đó. Thứ hai là cái tĩnh mạch hiển lớn ngày xưa người ta có thể gọi là long saphenous vein, bây giờ người ta ít dùng,
người ta chuyển sang xài Chris Sabinovan, cho nên mình thống nhất mình xài theo cái từ mới bây giờ. Cái thứ hai là cái chỗ hợp lưu của tĩnh mạch hiển lớn và trong tĩnh mạch đùi thì gọi là bây giờ mình vẫn còn xài gọi là cái quai tĩnh mạch hiển lớn. Rồi cái nhánh phụ phía sau của cái tĩnh mạch hiển lớn thì ngày bây giờ mình xài như vậy, tức là từ đây nó nối với những cái tĩnh mạch cúc kịch, nó nối vào trong, thì ngày xưa nó gọi là ven Leonardo, bây giờ người ta không xài nữa, người ta gọi là nhánh phụ phía sau. Còn cái tĩnh mạch hiển bé mình hay gọi là small saphenous vein thì ngày xưa nó gọi là lesser, thì bây giờ mình ít xài nó, mình chủ yếu xài small. Còn cái tĩnh mạch Giacomini lúc này mình đề cập đến đó, thì bây giờ gọi là thay extension, tức là tĩnh mạch hướng lên đùi. Đó, rồi cái những cái tĩnh mạch cúc kịch á thì bây giờ người ta vẫn còn dùng nhưng mà ít dần. Bây giờ người ta gọi là tĩnh mạch xuyên đùi sau, những tĩnh mạch xuyên đùi sau. Xuyên cẳng chân, tibia xuyên chày sau, xin lỗi các bạn. Rồi, đó là cái phần tĩnh mạch chi dưới nó rất là phức tạp và rất là nhiều biến thể, mình phải nắm thì mình mới làm tốt được siêu âm tĩnh mạch. Còn cái phần tĩnh mạch chi trên thì nó đơn giản hơn. Thì cái nhìn thấy rằng là mình sẽ có cái nhánh nông nè, hệ nông á, nông mà phía ngoài á, thì nó có cái cephalic gọi là tĩnh mạch đầu, nó chạy dọc ở phía ngoài cánh tay, từ cánh tay xuống gần tay, nó gọi là cephalic, gọi là tĩnh mạch đầu. Còn ở phía trong á, thì nó gọi là tĩnh mạch nền, từ trên từ cánh tay xuống đến gần tay, và nó có những cái tĩnh mạch kết nối giữa hai cái hệ tĩnh mạch đầu và nền này. Đó, nó gọi là, đó là nhánh nông. Rồi mình có cái hệ sâu, tức là động mạch đi kèm với tĩnh mạch, nhưng mà mình chủ yếu ở đây đối với cái cánh tay thì mình chủ yếu đề cập đến hệ nông thôi, bởi vì cái huyết khối chủ yếu trên cánh tay là mình gặp ở cái hệ nông. Rồi tổng quan về cái bệnh lý thì cái huyết khối tĩnh mạch chi dưới chủ yếu là mình gặp nó ở cái hệ sâu là mình gặp chính, nhưng mà hệ nông vẫn có. Ở chi trên á, chủ yếu thì lại là gặp ở hệ nông, thường là do chấn thương thành mạch. Ví dụ như người ta sau khi lấy máu xét nghiệm thì có thể đưa đến huyết khối tĩnh mạch. Huyết khối tĩnh mạch cổ trong có thể thấy ở những cái bệnh nhân bị ung thư vùng cổ và ngực. Rồi. Về cái tần suất á, thì mình thấy người ta ghi nhận là huyết khối nó bị tăng cao ở phụ nữ béo phì, trong tình trạng thai nghén, dùng thuốc ngừa thai hoặc là có liệu pháp hormone thay thế, hoặc là nằm bất động, ví dụ như những người sau mổ hoặc là bị liệt nằm bất động thì có dễ bị huyết khối. Cái tần suất cao ở người Mỹ gốc Phi so với người da trắng, và nó thấp hơn ở người châu Á. Thì cái điều này rất là rõ, bởi vì ví dụ như trong bệnh viện tôi thì gặp nhiều ở người nước ngoài hơn là người châu Á, tức là trong đó có người Việt Nam ít bị hơn so với người châu Âu. Và cái tần suất huyết khối này nó gia tăng theo tuổi. Đó, thì đây là một loạt những cái yếu tố nguy cơ, gồm có tuổi tác hoặc là phẫu thuật hoặc chấn thương, nằm bất động, tiền căn hoặc đã từng có huyết khối, không? Rất là nhiều thứ. Trước năm 1980 đó thì người ta chụp tĩnh mạch là cái phương tiện chính để chẩn đoán huyết khối. Rồi từ năm 1980 trở đi đó thì siêu âm nó dần dần trở thành cái phương tiện đầu tay để chẩn đoán huyết khối. Và cho đến bây giờ thì người ta chỉ dùng siêu âm để chẩn đoán huyết khối thôi. Đó. Còn đây là cái hình ảnh ngày xưa, người ta rất là công phu, người ta chụp tĩnh mạch để mà chẩn đoán huyết khối. Thì đây là thuốc nó vô trong tĩnh mạch, ở dưới đây không có, đoạn dưới đây huyết khối, còn cái đoạn này nó thông thường, cái đoạn này đến đây huyết khối, còn cái này nó huyết khối bán phần, nó có cụ huyết khối đây, đây cũng huyết khối bán phần. Và để chụp tĩnh mạch thì mình biết rồi, rất là khó khăn, không phải là dễ để chụp. Một cái nghiên cứu đối chiếu với chụp tĩnh mạch thì cái độ nhạy của siêu âm chẩn đoán huyết khối ở tầng trên gối là trên 95%, còn ở tầng dưới gối là trên 80%. Như vậy thì cái siêu âm nó chẩn đoán khá tốt, khoảng chừng 90%. Nếu mà siêu âm xác định huyết khối tĩnh mạch sâu một bên thì khoảng 30% sẽ tìm thấy huyết khối ở bên còn lại. Như vậy thì nó là mình tạm xem như bệnh hệ thống bị bên này thì rất là dễ bị bên kia. Đó. Nếu siêu âm khởi đầu chắc chắn không thấy huyết khối thì việc tìm thấy huyết khối ở lần kế tiếp là cực kỳ thấp.
Nhưng mà điều đó nói lên là cái độ chính xác của siêu âm rất là tốt nếu mình làm cho nó tốt. Rồi bây giờ mình sẽ, trước khi vô chẩn đoán huyết khối thì mình sẽ coi cái hình ảnh siêu âm bình thường trước. Thì thứ nhất là cái thành định mạch nó mỏng và nó nhẵn, nó có van một chiều. Cái thứ hai là khẩu kính nó hơi lớn hơn động mạch đồng hành. Rồi cái thứ ba là nó lòng của nó hồi âm trống và có thể có hồi âm tương phản tiên phát, và có thể có hồi âm mặt kính mờ hoặc là không đồng nhất khi ứ trệ. Và mình lưu ý điều này nó rất là dễ làm với huyết khối. Cái điều nữa là nó sẽ xẹp hoàn toàn khi đè ép trên lá cắt ngang. Còn nếu mà nó không xẹp thì có nghĩa là có huyết khối. Nếu mình làm rốt lai sung thì sẽ có phổ gần sống theo nhịp thở, nó tăng lên khi áp lực trong ổ bụng hoặc cái lồng ngực âm, và nó giảm khi áp lực này nó dược. Nó tăng hậu kính và dòng chảy khi bệnh nhân thực hiện nghiệm pháp Valsalva ở tầng đùi và nghiệm pháp đuổi máu ở cái tầng dưới đùi. Đó. Và đây là cái hình ảnh người ta chụp qua kính hiển vi, người ta phóng đại lên, người ta thấy đây là cái van tĩnh mạch rất là đẹp. Và mình cắt ra thì cái van nó rất là mỏng manh. Và đây là cái hình ảnh của một cái van nó đang hoạt động rất là mỏng manh. Và nó là một chiều, tức là nó chỉ cho một chiều dòng chảy thôi, chứ nó không có cho chiều ngược lại. Đó, đây là cái hình ảnh siêu âm. Rõ ràng là đây là cái tĩnh mạch đùi posterior tibia van, tức là tĩnh mạch chạy sau. Các nhìn thấy đây là tĩnh mạch và đây là cái van một chiều. Và các nhìn thấy là thường nó phình ở ngay cái gốc van, nó giống như cái tre vậy đó. Đó. Đây là một cái quai tĩnh mạch hiện lớn, và các nhìn thấy rằng là do cái bệnh nhân hít thở thì tùy theo cái nhịp thở, khi bệnh nhân áp lực trong ổ bụng mà nó âm á, tức là khi bệnh nhân thở ra đó, thì cái gì thấy rằng là cái dòng chảy nó về nhiều hơn. Còn khi bệnh nhân hít vô đó thì đó, khi áp lực trong ổ bụng nó dương á, thì nó sẽ chậm lại. Và đây là cái van nó đang đóng mở đây, và đây là cái hồi âm tương phản tiên phát, chứ không phải là huyết khối ở ngay gốc lá van. Đây không phải là huyết khối, đây là hồi âm tương phản tiên phát, và đây là máu nó ứ trệ ngay gốc lá van. Đó. Và như vậy đây là một trường hợp khác. Đó. Khi mình, một trong những cái nghiệm pháp mình làm là mình thực hiện nghiệm pháp Valsalva. Nếu như trường hợp này, khi mình thực hiện nghiệm pháp Valsalva thì áp lực ở trong ổ bụng nó dương thì nó đẩy ngược máu lại. Đó. Và đây cái lá van này nó đóng kín lại, nó không có cho dòng chảy ngược lại. Đó. Thì để chứng minh rằng là cái van này nó không có bị hư hại. Rồi. Bây giờ mình nói về cơ chế hình thành huyết khối. Nói đến cái hình thành huyết khối thì người ta nhắc đến cái ông này gọi là Wiesel. Thì cái ông này ông đưa ra ba cơ chế hình thành huyết khối. Thứ nhất là cái sự rối loạn các yếu tố đông máu. Thứ hai là cái thành mạch hư hại. Và thứ ba là cái sự ứ trệ tuần hoàn. Ba cái yếu tố này theo quan điểm truyền thống là nó tương tự nhau. Tức là thứ nhất là rối loạn yếu tố trong máu, thứ hai tổn thương thành mạch, thứ ba là sự ứ trệ. Đó là quan điểm từ cái thời ông Wiesel này đưa ra. Còn quan điểm hiện đại thì người ta đưa ra nó có một khác một chút. Thì bây giờ quan điểm hiện đại thì cái rối loạn yếu tố trong máu nó đóng vai trò quan trọng hơn. Cái thứ hai là tổn thương thành mạch cũng tương đối quan trọng, và thứ ba mới là đến sự ứ trệ. Rồi. Thì bây giờ một trong những cái cơ chế là gì? Huyết khối nó hình thành ở đâu thì mình thấy rõ ràng đây là cái lá van, mà cái chỗ này cái dòng chảy nó dễ bị ứ trệ ngay gốc này, và như vậy thì đây là chính là cái nơi nó dễ hình thành huyết khối nhất, và huyết khối từ đây nó sẽ lan ra và nó trải rộng ra. Đó là cái cơ chế thứ nhất. Cái nhìn thấy đây là gốc lá van, và đây là một trường hợp nó có cục huyết khối ở đây, mình đè ép nó không có sẹo. Ngay đây nó hình thành cái cục huyết khối ngay gốc lá van. Rồi. Cái cơ chế thứ hai là nó hình thành tại xoang tĩnh mạch trong cơ, rồi từ đó lan tràn ra. Đây là cái xoang tĩnh mạch trong cơ và nó lan tràn ra. Đó. Nhìn thấy đây là một cái tĩnh mạch. Cái nhìn thấy không? Đây là cái lá van của nó. Đây là tĩnh mạch ở hệ sau. Đó. Thì một trong những cái là mình siêu âm là mình đừng nghĩ đây là cục huyết khối, mà mình phải luôn luôn đè ép. Thì khi đè ép thì cái tĩnh mạch nó xẹp hoàn toàn, điều đó chứng tỏ đây không phải là huyết khối. Như vậy thì máu thường tụ động ở ngay cái xoang van,
Và như vậy thì mình phải luôn luôn để ép trên lá gan cái để loại trừ cái huyết khối. Đó. Ở đây là một cái hình ảnh cũng khá là ấn tượng. Bệnh nhân này là than đau nhức cánh tay và bác sĩ cho làm siêu âm tĩnh mạch. Thì khi mình làm, mình cắt ngang cái tĩnh mạch đó, mình thấy nó có hồi âm ở trong lòng và giống như huyết khối vậy đó, hồi âm này nó không có đồng nhất. Trên các dọc cũng vậy, mình thấy y chang như là huyết khối ở trong. Không? Thì mình đừng có vội chẩn đoán là huyết khối đó, bởi vì như lúc đầu tôi có nói, hồi âm nó có thể là trống hoặc là có thể hồi âm không có đồng nhất như thế này và không có dòng chảy luôn. Không? Và như vậy thì khi mình ép đầu dò xuống trên lá cắt ngang thì thấy nó xẹp hoàn toàn. Thì đây là do tình trạng ứ trệ, cho mình giúp giang cái tay lên mình làm siêu âm nó ứ trệ lại. Và như vậy thì luôn luôn phải để ép đầu dò. Điều này khi mình ép đầu dò nó xẹp hoàn toàn có nghĩa đây không phải là huyết khối, hết sức cẩn thận. Như vậy để chẩn đoán huyết khối, một trong những yếu tố tiên quyết là phải để ép đầu dò trên lá cắt ngang. Rồi. Như vậy thì hồi âm trong lòng tĩnh mạch nó không đồng nhất, không chuyển động, nó không tương đương với huyết khối tĩnh mạch. Và như vậy sẽ siêu âm để ép trên lá cắt ngang là nghiệm pháp bắt buộc để chẩn đoán hoặc loại trừ huyết khối. Rồi, bây giờ mình đề cập đến giá trị của siêu âm để ép. Siêu âm để ép được xem là phương tiện chẩn đoán chính với huyết khối. Như vậy nhắc lại nha, siêu âm để ép chứ không phải là siêu âm Doppler, tức là hoàn toàn không có màu gì ở đây hết, trắng đen và để ép. Cái phương pháp này đặc biệt chính xác với tầng đùi và kém chính xác hơn ở vùng bắp chân. Tuy nhiên, người ta đề cập đến cái mặt trái của phương pháp này, thì cái việc để ép quá mức lên cục huyết khối khi làm siêu âm có thể làm vỡ cục máu đông và gây thuyên tắc mạch phổi. Điều đó có nghĩa là nếu mà những cái cục máu đông mới hình thành, nếu mình để ép lên cục máu thì giống như mình cắt cái cục máu ra làm hai á, thì cái phần trên nó có thể trôi về, nó làm thuyên tắc động mạch phổi. Bây giờ nhưng mà cái siêu âm để ép là cái không thể thiếu để chẩn đoán, cũng giống như siêu âm ruột thừa vậy đó, mình cắt ngang cái ruột thừa mình phải để ép nó không xẹp thì mình chẩn đoán được. Thì cái này huyết khối tĩnh mạch cũng vậy, để cắt ngang tĩnh mạch và để ép nó không xẹp thì lúc đó mới nói là huyết khối. Bây giờ mình cắt ngang ở trên động mạch, ở dưới tĩnh mạch, đây là cái vùng khoeo bên phải. Thế nhìn thấy là cái khoeo thì ở cái tĩnh mạch thường nó nằm nông hơn, thì cái nhìn thấy là tĩnh mạch ở trên và cái động mạch khoeo nó nằm dưới. Khi mình đè ép thì cái tĩnh mạch nó xẹp hoàn toàn, cái động mạch này nó không xẹp. Thì cũng bệnh nhân này thì cái khoeo bên trái thì cái nhìn thấy là cái tĩnh mạch này nó nông và cái động mạch này nó sâu đây, thì mình đè đây và cái tĩnh mạch này nó không có xẹp, và cái khẩu kính tĩnh mạch này nó lớn hơn hẳn so với động mạch và nó lớn hơn hẳn so với cái đối bên này. Thì như vậy thì mình chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch queo ở bên trái. Đó. Đôi khi thì cái đè ép nó chỉ xẹp một phần thôi, là bởi vì cái huyết khối nó không hoàn toàn. Huyết khối không hoàn toàn khi mình đè ép thì nó xẹp không hoàn toàn. Không? Thì ví dụ như đây là có cái cục huyết khối không hoàn toàn trong lòng tĩnh mạch. Thì khi mình đè thì nó không có xẹp hết, nó xẹp một phần thôi. Mình cho Doppler màu vô thì mình thấy đây, máu nó trắng quanh đây và đây là cái cục huyết khối. Rồi. Thì sau huyết khối tĩnh mạch thì 10% bị biến chứng thuyên tắc động mạch phổi. Lý do vì sao? Thì cái gì thấy đây, từ cái tĩnh mạch này, cái cục huyết khối này nó trôi về. Nó trôi về cái tĩnh mạch trụ dưới. Tĩnh mạch trụ dưới nó về cái nhĩ phải, nó xuống thất phải, và máu nó bơm lên động mạch phổi thì nó gây thuyên tắc động mạch phổi. Thì 90% thuyên tắc động mạch phổi có nguyên nhân là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Thuyên tắc phổi thường xảy ra ở giai đoạn sớm khi cục máu đông nó còn, cục huyết khối nó còn mềm, dễ bóc tách và trôi theo dòng chảy. Như vậy là đa phần thuyên tắc động mạch phổi là giai đoạn sớm của thuyên tắc tĩnh mạch ngoại vi. Đó. Nó có thể là triệu chứng đầu tiên xuất hiện, tức là người ta hoàn toàn không có biết là mình bị huyết khối ở tĩnh mạch chi dưới, mà bệnh nhân đột ngột khó thở và người ta làm CT ra, người ta chẩn đoán thuyên tắc động mạch phổi, thì lúc đó người ta truy ngược lại thì mới thấy là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Bệnh nhân có thể được chẩn đoán huyết khối thuyên tắc động mạch phổi trên CTA nhưng siêu âm tĩnh mạch chi dưới lại không tìm thấy huyết khối. Đó. Mình lưu ý điều này là bởi vì nhiều khi làm CT mình thấy thuyên tắc,
Nhưng mình làm siêu âm tĩnh mạch chi dưới lại không thấy, là bởi vì có thể là huyết khối ở tĩnh mạch chi trên, có thể là huyết khối ở tĩnh mạch cổ trong nó trở về, hoặc là cái khối tĩnh mạch trụ trên hoặc tĩnh mạch trụ dưới. Tức là mình đừng có đổ đa phần là từ huyết khối tĩnh mạch chi dưới nó lên nó làm thuyên tắc, nhưng ngoài ra nó còn có thể có những cái nguyên nhân khác nữa. Rồi. Cái huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới nó càng gần trung tâm thì cái tần suất thuyên tắc động mạch phổi nó càng cao. Thì cái gì thấy người ta làm một cái nghiên cứu, người ta thấy rằng là cái tần suất thuyên tắc động mạch, nếu mà huyết khối tĩnh mạch tầng cận chân á, thì cái tần suất thuyên tắc động mạch phổi nó là 15%. Còn nếu mà thuyên tắc ở cái tầng đùi á, thì cái thuyên tắc động mạch phổi nó lên đến 85%. Rồi. Phần lớn cái huyết khối tĩnh mạch chi dưới nó xảy ra ở tĩnh mạch sâu vùng bắp chân. Đó, như vậy là khi mình làm á, là mình hết sức chú ý những cái tĩnh mạch vùng bắp chân. Tĩnh mạch vùng bắp chân, tôi nhắc lại, mình có những cái tĩnh mạch nào? Mình có tĩnh mạch queo, tĩnh mạch chày sau, tĩnh mạch mát, tĩnh mạch cơ bụng chân trong, tĩnh mạch cơ bụng chân ngoài và tĩnh mạch cơ mát. Huyết khối nó có thể lan lên đến tĩnh mạch queo và van lên tĩnh mạch đùi, tức là thuộc về hệ sâu. Mình lưu ý, hết sức lưu ý là cặp tĩnh mạch cơ bụng chân và tĩnh mạch cơ dép rất là hay bị huyết khối. Huyết khối tĩnh mạch vùng bắp chân thường không có triệu chứng và ít gây thuyên tắc động mạch phổi. Nếu có thì thường là không có triệu chứng vì cục huyết khối nó nhỏ. Tuy nhiên, việc điều trị huyết khối tĩnh mạch vùng bắp chân đơn độc là rất cần thiết. Bởi vì nếu mình không điều trị thì nó sẽ làm hư hỏng van tĩnh mạch và đưa đến suy tĩnh mạch thứ phát. Như vậy thì nó cái tần suất này mình gặp khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ giải thích cơ chế. Như vậy thì đầu tiên là nó bị huyết khối cấp tính. Thì huyết khối cấp tính này nếu mà mình không có điều trị thì từ giai đoạn sớm này nó trở thành giai đoạn muộn. Tức là đầu tiên huyết khối cấp tính thì cái nó làm cho khẩu kính tĩnh mạch nó tăng khẩu kính. Nhưng mà sau đó lâu ngày thì nó bị thuyên tắc luôn, nó sơ hóa lại, nó teo lại, thì lúc đó khẩu kính tĩnh mạch nó nhỏ lại nhưng nó tắc hoàn toàn, và lúc đó nó hình thành cái tuần hoàn bằng hệ. Đó, đó là một kiểu. Cái kiểu thứ hai là nó tái thông thương. Nó tái thông thương thì nó tái thông thương một phần thôi thì cái tĩnh mạch nó thông thương trở lại, nhưng cái những cái huyết khối ở trên thành này, nó bám vào cái van tĩnh mạch và nó làm hư hỏng tĩnh mạch luôn, cái van tĩnh mạch luôn. Và như vậy thì để lại hậu quả là nó sẽ sơ và dày thành tĩnh mạch và hư hỏng lá van và nó đưa đến suy tĩnh mạch. Đó. Và như vậy thì 75% huyết khối tĩnh mạch sâu nó tái thông thương trong vòng 6 tháng và khoảng 2/3% trường hợp là nó bị suy tĩnh mạch thứ phát. Như vậy thì cái mục tiêu mình chẩn đoán được huyết khối là mình phải điều trị cho nó tốt để cho nó tan hoàn toàn, nó không bị hư hỏng cái tĩnh mạch, van tĩnh mạch. Rồi. Bây giờ mình chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch nó như thế nào? Thì đầu tiên mình phải nói về cái lâm sàng. Thì mình sẽ cộng một điểm cho mình có 5 yếu tố thuận lợi và 5 triệu chứng lâm sàng gọi là thang điểm Well. 5 yếu tố thuận lợi là gì? Ung thư nó đang diễn tiến yếu liệt hoặc là bất động chi dưới. Ví dụ như bạn ngồi máy bay bất động trên 6 tiếng, ví dụ như bạn bay từ đây qua Pháp khoảng chừng 12 tiếng đồng hồ, thì nếu mà bạn không có nhúc nhích cái cẳng chân mà không đi lại trên máy bay thì là bạn ngồi 12 tiếng đồng hồ rồi, sau xuống là có thể là bạn đi vô bệnh viện luôn à, bởi vì huyết khối. Cái thứ hai là bạn nằm liệt giường trên 3 ngày, phẫu thuật lớn trong vòng 3 tháng, có tiền căn huyết khối tĩnh mạch. Thì những người mà có tiền căn huyết khối rồi 30% sẽ tái phát trong vòng 10 năm. 5 cái triệu chứng lâm sàng là gì? Căng tức dọc cái đường đi của hệ tĩnh mạch sâu, nó sưng toàn bộ chi dưới một bên, bắp chân sưng trên 3cm chu vi khi so sánh với bên không triệu chứng. Tức là mình sẽ dùng cái dây mình đo chu vi của cái bắp chân, thì bên nó bị sưng, nó bị huyết khối thì nó sẽ sưng trên 3cm so với bên đối diện. Mình bị phù ấn lõm ở chi có triệu chứng và nó có thể có tuần hoàn bằng hệ tĩnh mạch nông ở chi có triệu chứng. Như vậy là sau huyết khối thì nó bắt đầu hình thành, nhưng mà giai đoạn này là đã muộn rồi. Mình sẽ trừ 2 điểm cho lâm sàng hoặc tiền sử có bệnh không phải huyết khối nhưng giải thích được triệu chứng. Ví dụ như mình bị suy thận, nó bị phù chi chẳng hạn, thì lúc đó thì nếu mà nó phù chi, phù ấn lõm, đúng không? Nhưng mà thường là mình sẽ bị hai bên luôn, đúng không? Thì mình sẽ không nghĩ đến cái huyết khối.
Rồi bây giờ mình cộng điểm lại, mình thấy là khả năng huyết khối là gì? Khả năng cao là trên 2 điểm thì gọi là khả năng cao. Vừa tức là từ 1 đến 2 điểm, thấp là dưới 1 điểm. Rồi cái mình có một cái modify nữa cho nó đơn giản hơn ha, là khả năng, tức là mình nói khả năng huyết khối là lớn hơn bằng 2 điểm và ít khả năng là nhỏ hơn bằng 1 điểm. Dạ. Cái gì thấy rõ ràng là bệnh nhân này chỉ bị sưng cái cẳng chân và sưng đỏ cái cẳng chân ở bên trái và cái gì thấy không? Từ trên xuống, và như vậy thì đây là một cái hình ảnh lâm sàng điển hình của huyết khối tĩnh mạch. Rồi. Xét nghiệm Dynamer nó có một cái giá trị nhất định, nó là cái sản phẩm của quá trình phái tuyến fibrin từ cục máu đông trong lòng mạch, và cái ngưỡng chẩn đoán là 500 nanogram trên ml. Bệnh nhân trên 50 tuổi thì mình nhân 10 nanogram trên ml. Nếu Dynamer nó âm tính thì mình loại trừ huyết khối, giá trị tiên đoán âm là 99%. Như vậy là cái ưu điểm của cái Dynamer nếu nó âm tính là mình loại trừ hoàn toàn luôn, là nó không có huyết khối. Nếu Dynamer nó dương tính thì bệnh nhân phải làm siêu âm để tìm huyết khối. Như vậy thì cái Dynamer rất là có giá trị loại trừ. Còn nếu mà nó dương tính thì chưa chắc, không? Bởi vì nó có nhiều cái dương tính giả. Ví dụ như bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân nằm viện, bệnh nhân thai nghén, bệnh nhân ung thư. Đó, thì những cái này nó đều là làm Dynamer dương tính hết. Và nhắc lại nha, cái ngưỡng chẩn đoán nó là 500 nanogram ml. Nhưng nếu mà trên trên 50 tuổi thì cái tuổi này mình lấy cái tuổi mình nhân với 10. Ví dụ như vậy là cái người 60 tuổi thì cái ngưỡng chẩn đoán là 600. Cái người 80 tuổi thì là 800. Rồi. Cái nguyên nhân mà nó gia tăng cái Dynamer là gì? Huyết khối, tĩnh mạch, rồi bệnh gan, đó, những yếu tố về thấp khớp, viêm nhiễm, bệnh lý ác tính, chấn thương, thai nghén và phẫu thuật gần đây. Tức là rất là nhiều cái yếu tố nó đưa đến cái Dynamer nó tăng. Cho nên rằng là nó âm tính thì mình loại trừ, nhưng mà nó dương tính thì mình phải làm siêu âm để chẩn đoán. Rồi. Bây giờ lâm sàng mình nghi ngờ huyết khối tĩnh mạch sâu thì mình dùng cái thang điểm Well vài tiếng, không? Tức là dưới trên 2 điểm hoặc là dưới 1 điểm. Thì nếu mà trên 2 điểm thì nó nhiều khả năng thì mình cho siêu âm tĩnh mạch. Còn nó ít khả năng thì mình cho một cái xét nghiệm Dynamer. Tiếp đến, nếu cái Dynamer này nó âm tính thì mình không cần điều trị gì hết, bởi vì chắc chắn là không có huyết khối. Nếu mà nó dương tính, Dynamer dương tính thì phải đưa qua siêu âm. Siêu âm nếu mà nó dương tính thì mình điều trị, nếu mà nó âm tính thì không có điều trị. Rồi, nếu mà mình nghi ngờ huyết khối tĩnh mạch vùng chậu thì siêu âm nó làm huyết khối tĩnh mạch ngoại vi rất tốt, nhưng tĩnh mạch vùng chậu nó không có tốt lắm bởi vì nó nằm sâu. Thì lúc đó mình sẽ chụp CT hoặc cộng hưởng từ hoặc là chụp tĩnh mạch để chẩn đoán. Rồi, nếu mà nó dương tính thì mình điều trị, nếu mà nó âm tính thì không điều trị. Và nó có một cái dấu hoa thị ở đây để mình lưu ý. Nếu mà cái Dynamer này nó dương tính thì mình cho siêu âm tĩnh mạch. Rồi, nhưng mà nếu mà nó âm tính thì mình không điều trị, nhưng mình phải cho siêu âm kiểm tra lại sau 1 tuần để chắc chắn là không có huyết khối. Rồi, đứng trên quan điểm điều trị thì người Mỹ người ta chia ra 3 thể. Cấp tính tức là mới hình thành trong vòng 2 tuần thì cái cục huyết khối nó mềm và đáp ứng tốt với thuốc tăng cục huyết khối. Còn nó bán cấp là từ 2 đến 4 tuần, tức là từ nửa tháng đến 1 tháng thì bắt đầu khó điều trị hơn với thuốc tăng huyết khối. Tức là lúc đó mình vẫn chẩn đoán được huyết khối, nhưng cái thuốc điều trị thì nó không có làm, nó rất là khó làm tan cục huyết khối. Còn nếu mà một huyết khối mãn tính, tức là huyết khối nó đã sơ hóa tổ chức rồi, nó tổ chức hóa rồi, tức là những huyết khối trên 4 tuần thì nó sẽ để lại di chứng sau huyết khối, thì lúc đó người ta phải điều trị bằng phẫu thuật hoặc là can thiệp nội mạch, chứ lúc đó dùng thuốc tăng huyết khối không ăn thua nữa. Như vậy thì mình phải lưu ý, mình phải chẩn đoán được nó là cấp tính hay mãn tính. Cấp tính thì mình dùng thuốc tăng huyết khối, còn mãn tính thì không có dùng thuốc được mà mình phải điều trị bằng phẫu thuật. Rồi, thế làm sao phân biệt được giữa cấp và mãn? Bây giờ mình nói nôm na là cấp là dưới 2 tuần, mãn là trên 4 tuần, đó là dưới nửa tháng là cấp mà trên 1 tháng là mạng. Thì như vậy thì người ta dựa vào 9 đặc điểm. Thứ nhất là độ tắc, thì thường cấp tính là nó sẽ huyết khối hoàn toàn, còn mạng tính thì nó sẽ ly giải cục huyết khối một phần, cho nên là nó sẽ thường là bán phần.
Cái thứ hai là cái sự trôi tự do. Thì cấp tính là có thể nó trôi tự do, còn mạng tính thì nó sẽ bám cố định vô cái thành và nó gây xô hóa, tổ chức hóa. Và cái thứ ba là độ cứng, thì cấp tính thì nó mềm, à, còn cái mạng tính thì nó chắc. Về thứ tư là độ hồi âm, thì cái hồi âm trống hoặc kém ở thể cấp tính, hồi âm dày nhẹ hoặc không đồng nhất ở cái thể mạng tính. Thì những cái nào mà tôi in đập và đổi màu thì những cái đó là quan trọng, nhưng mà làm dựa vào cái hồi âm. Cái thứ năm là bề mặt huyết khối, thì cái cấp tính thường nó nhẵn, còn cái mạng tính nó không có đều. Cái thứ sáu là đường kính định mạch, thì thể cấp tính là nó tăng gấp 2 lần động mạch đồng hành, còn cái thể mạng tính thì nó giảm hoặc bằng, nó bằng hoặc nhỏ hơn động mạch đồng hành. Mình nên nhớ rằng là bình thường cái khẩu kính của tĩnh mạch nó lớn hơn động mạch một chút. Đó. Thì trong trường hợp huyết khối cấp tính thì nó tăng gấp 2 lần động mạch đồng hành, còn thể mạng tính thì nó nhỏ hơn động mạch đồng hành. Rồi. Như vậy là hồi âm trống tăng kích thước. À. Tiếp đến là thành tĩnh mạch, thì bình thường nó mỏng và nhẵn ở thể cấp tính, còn cái thể mạng tính thì nó dày và không đều, do nó tổ chức hóa những cái cục huyết khối nó đưa đến dày thành tĩnh mạch. Rồi. Cái thể cấp tính thì người ta hay gọi là viêm tĩnh mạch luôn á, tức là nó sẽ có thâm nhiễm mở quanh tĩnh mạch, còn cái thể mạng tính thì nó không có. Và cái tuần hoàn mạng hệ cấp tính thì chắc chắn là nó không có, nhưng mà mạng tính thì nó sẽ có tuần hoàn mạng hệ. Thì như vậy thì mình cố gắng mình chẩn đoán, thì thông thường mình sẽ dựa vào những yếu tố hồi âm trống, tăng kích thước gấp 2 lần động mạch đồng hành và có thêm nhiễm mở quanh tĩnh mạch. Đây là ba cái quan trọng nhất để chẩn đoán huyết khối. Còn ngược lại nó là mạng tính, đó, giữa thể cấp và thể mạng. Rồi. À, về cái thang điểm để chẩn đoán huyết khối động mạch phổi thì người ta dựa vào cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là về lâm sàng, là bệnh nhân có những cái dấu hiệu lâm sàng và cái triệu chứng của huyết khối tĩnh mạch sâu. À, nó sưng nhẹ cẳng chân và nó đau, không? Thì cái đó người ta sẽ cho 3 điểm. Rồi. À, cái nhịp tim mà nó tăng trên 100 lần trên phút thì cái nó cho được 1 điểm rưỡi. Rồi bệnh nhân nằm bất động gần đây hoặc là phẫu thuật trong vòng 4 tuần cho 1 điểm rưỡi. Đó. Bệnh nhân ho ra máu được 1 điểm, không? Đó. Thì như vậy thì người ta chấm thang điểm như thế nào? Nó thấp khi nó dưới 2 điểm, nó trung bình là từ 2 đến 6 điểm và nó cao khi nó trên 6 điểm. Đây là thang điểm dành cho nguy cơ huyết khối động mạch phổi. Rồi. Đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân bị huyết khối cái tĩnh mạch đùi đùi chung và tĩnh mạch hiển lớn, mình cắt ngang. Thì nhắc lại là chẩn đoán huyết khối mình thực hiện lát cắt ngang và đẻ ép đầu dò. Đây là cắt bình thường không đẻ ép, và đây là khi mình đẻ ép đầu dò thì mình thấy cục huyết khối nó không có bị xẹp. Và nên nhớ đi cùng với cái tĩnh mạch đùi chung là cái động mạch đùi chung, thì các anh chị thấy rằng là khẩu kính của tĩnh mạch này nó lớn hơn nhiều so với cái động mạch, à, trên 2 lần. Cái thứ hai là mình thấy thâm nhiễm mở quanh cái động mạch, cái tĩnh mạch đùi chung này. Như vậy là đây là thể huyết khối cấp tính. Đó. Mình cho cái đốp len màu vô thì không có tín hiệu màu, và trên lát cắt dọc thì đây mình đây là đùi chung đây, đùi nông mà bây giờ gọi là tĩnh mạch đùi, đây là đây là tĩnh mạch hiển lớn, đây nó bị huyết khối toàn bộ. Đó. Rồi nó có thể huyết khối không hoàn toàn. Các anh chị thấy đây là một cái huyết khối cấp tính và nó không hoàn toàn, thì các anh chị thấy rằng là cái cục huyết khối nó trôi nổi ở trong lòng của cái tĩnh mạch đùi, à, tĩnh mạch đùi đây. Các anh chị thấy, và như vậy thì nếu mình đẻ ép đầu dò mình hết sức cẩn thận, nếu mình đẻ ép ngay cái vị trí này thì nó vẫn xẹp bình thường, tại vì nó trên cái cục huyết khối, còn đẻ ép ngang cái cục huyết khối thì nó xẹp không có hoàn toàn. Đây là một cái trường hợp huyết khối cấp tính của cái tĩnh mạch đùi. Đây là mình đến cái tĩnh mạch queo. Cái gì theo cái tĩnh mạch nó nằm nông và nó to hơn hẳn so với cái động mạch đồng hành, nó thâm nhiễm mở quanh cái tĩnh mạch, và như vậy thì cái này mình nghĩ ngay đến một cái huyết khối cấp tính, nghe không? Mình đè ép đầu dò nó không có xẹp, mình cho đốp len màu vô để coi nó có thông thường tí nào không thì nó tắt hoàn toàn. Rồi đôi khi cái gì nên nhớ rằng là nhiều khi nó có rất là nhiều những cái biến thể. Trong trường hợp này thì cái tĩnh mạch queo này á, thì cái tĩnh mạch này nó lại nằm ở sâu và cái động mạch này nó nằm nông, và nó có một cái tĩnh mạch queo phụ nữa bên cạnh.
Thì trường hợp này á, là cái tĩnh mạch bên cạnh này, tĩnh mạch phụ này nó không có xẹp, nó thông thường, nó không, nó đẻ nó xẹp hoàn toàn, còn cái tĩnh mạch cơ chính này nó bị huyết khối và mình đẻ nó không có xẹp. Đó, đây là một trường hợp huyết khối mới của cái tĩnh mạch queo. Đó rồi, đây là một trường hợp nó huyết khối mới và nó không hoàn toàn. Các anh chị thấy nó giống như cái thỏi son vậy đó, các anh chị thấy không? Đây là cái tĩnh mạch đây và cái cục huyết khối đây, đây là lát cắt dọc và đây là lát cắt ngang. Đây là một tĩnh mạch queo của một bệnh nhân khác. Mình cho đốt đen màu vô thì rõ ràng là màu nó trám, không có hoàn toàn cái lòng tĩnh mạch, và mình đè ép thì nó không có xẹp hoàn toàn. Đây là một cái huyết khối không hoàn toàn và huyết khối cấp tính, và những trường hợp này hết sức nguy hiểm là nếu mình đè ép mạnh quá thì nó có thể cắt cái cục huyết khối này ra và làm thuyên tắc động mạch phổi. Dạ, đây là cái tĩnh mạch chày sau TBA đây. Thì ở đây trên lá cắt này mình thấy rằng là mình tiếp cận từ phía sau, thì đây là da mở dưới da, đây là cái tĩnh mạch cơ bụng chân, đây là tĩnh mạch cơ dép và đây là cái sưng chày, và cái này là tĩnh mạch cặp tĩnh mạch chày sau. Thì các anh chị thấy rằng là tĩnh mạch chày sau trong trường hợp này mình có đến 1, 2, 3 cái tĩnh mạch và đây là động mạch, mình đè ép nó xẹp không hoàn toàn. Đó, và như vậy là đây là huyết khối 3 cái tĩnh mạch chày sau. Đó, rồi đây trường hợp này thì mình thấy là đây là cái tĩnh mạch mát đây, nó cũng bị huyết khối, thấy không? Đây là chày sau và mát, nó bị huyết khối. Mình đè ép nó không có xẹp. Đó. Đây là một cái trường hợp mà tôi phải ghi giờ, tức là khoảng chừng 16 giờ 56 phút thì mình thấy một cái cục huyết khối không hoàn toàn. Đó, bệnh nhân này bị cấp tính, cục huyết khối không hoàn toàn, mình đè ép là nó không có xẹp nè, mà xẹp không hoàn toàn. À, và như vậy thì nhưng mà sau đó vài phút như vậy 16 giờ 56 và đến 17 thì mình đè ép nó lại xẹp hoàn toàn. Thì như vậy thì mình có làm sai không? Rõ ràng là mình đè ép thì nó không hoàn toàn. Thì bây giờ mình coi trên lá cắt dọc nha các anh chị. Rồi rõ ràng là cái gì, thấy cái cục huyết khối này nó đang trôi về trung tâm này. Như vậy thì chắc chắn là bệnh nhân này rất là dễ bị nguy cơ thuyên tắc động mạch phổi. Đó, cái gì thấy cái cục huyết khối đấy nó đang trôi tự do về trung tâm. Nên lúc đầu tiên thì mình cắt ngang thì mình thấy được cục huyết khối, mà sau đó thì mình đè nó không có trúng nữa, là bởi vì lúc đó cái cục huyết khối nó chạy lên phía trên rồi. Đây là lúc này là 17 giờ 4 phút. Dạ, đây là một trường hợp cái cục huyết khối nó trôi nổi tự do. Dạ, đây là như vậy là nó bị cả hệ nông nữa. Cái gì thấy đây là cái tĩnh mạch nông, da mở dưới da đi, và những cái tĩnh mạch varix, những cái varico, tĩnh mạch nó giãn và nó ứ trệ tuần hoàn và nó đưa đến, dễ đưa đến huyết khối. Cái gì thấy tĩnh mạch nó đi ngoằn ngoèo và nó bị huyết khối ở trong, nó bị thâm nhiễm mỡ xung quanh đó, bởi vì đó cái gì thấy hồi âm dày quanh cái tĩnh mạch nó bị huyết khối đó. Và đây là cái vùng đùi cao của bệnh nhân, rõ ràng là cái gì thấy đây là da và cái cục huyết khối ở đây, da đó, cục huyết khối mình đè nó không có xẹp, còn có đoạn nó xẹp là cái chỗ nó còn thông thường. Đó, đây là cái cục huyết khối. Và cái bệnh nhân này được làm CT động mạch phổi thì thấy là nó thuyên tắc động mạch phổi. Rồi, đây là một bệnh nhân tôi gặp đã lâu và tôi thường hay đưa vào bài giảng, đây là năm 2012. Thì lúc đó bệnh nhân này hậu phẫu và than khó thở, thì bác sĩ cho chụp phim. Thì hồi đó thì không có bác sĩ đọc kết quả trong đêm trực, và sáng hôm sau một bác sĩ tim mạch mới đem cái phim này xuống hỏi tôi là cái đáy phổi này, cái vòm hoành này tại sao nó cao như vậy, nó có vấn đề gì ở đây hay không. Thì tôi mới nói không, cái vòm hoành này khi bệnh nhân tập nằm tại giường thì cái vòm hoành phải nó hơi cao hơn bên trái một chút là bình thường. Nhưng cái phim này tôi thấy nó có một cái lạ là cái trường phổi ở bên phải này nó sáng hơn, nó đen hơn á, tức là nó càng ít tươi máu hơn ở bên trái. Cái thứ hai là cái động mạch phổi bên bên phải này đến đây giống như nó bị cắt cụt, và tôi chẩn đoán tôi nghĩ đây là một trường hợp thuyên tắc động mạch phổi trên cái hình X quang, và tôi đề nghị làm CT động mạch phổi.
Cái dấu hiệu mà cái tưới máu phổi nó kém hơn ở bên đối diện, nó gọi là dấu hiệu Westermarck đối với sỏi quy ước. Còn cái động mạch phổi nó bị giảm kích thước đột ngột, nó gọi là cái dấu hiệu Pressner. Thì ngày xưa khi không có CT thì người ta dựa vào rất là nhiều X quang quy ước để chẩn đoán. Thì đây là hai dấu hiệu kinh điển ở trên phim X quang. Trên CT bệnh nhân này thì lúc mình làm CT ra thì bệnh nhân bị thuyên tắc cả động mạch phổi bên phải lẫn động mạch phổi bên trái. Thì do cái thuốc tương phản nó vô đó, thì cái chỗ mà không có thuốc đây chính là cái cục huyết khối, thấy không? Huyết khối động mạch phổi phải và động mạch phổi trái. Thì cái hình ảnh mà thuốc tương phản nó vây quanh cái cục huyết khối thì nó gọi là donut, là cái bánh donut này. Thì cái đó người ta chẩn mới giúp người ta chẩn đoán thuyên tắc động mạch phổi. Rồi. Và như vậy thì bệnh nhân nó được cho xuống làm siêu âm, tức là sau khi X-quang đến CT động mạch phổi thì bây giờ đưa xuống làm siêu âm. Thì mình thấy rằng là đây là cái tĩnh mạch đùi chung ở bên phải, mình đè ép nó xẹp hoàn toàn, đây động mạch nó không xẹp. Nhưng mà cái đoạn thấp hơn là đây là động mạch đùi nông, động mạch đùi sâu, và cái tĩnh mạch đùi chung nó vẫn còn đây và nó đè ép không xẹp ở đây. Như vậy điều đó có nghĩa là bệnh nhân bị thuyên tắc cái tĩnh mạch đùi bên nông ở bên phải và nó đưa đến cái thuyên tắc động mạch phổi do bệnh nhân nằm bất động. Rồi. Bệnh nhân này đang nằm viện nuôi qua đường tĩnh mạch và xuất hiện đau và sưng và đau tại vị trí kim đâm truyền dịch. Thì các anh chị thấy rằng là mình đè ép trên lát cắt ngang nè, mình thấy cái tĩnh mạch này nó xẹp không hoàn toàn nè. Và ở đây các anh chị thấy trên lát cắt dọc mình thấy có cái cục huyết khối nó đang trôi nổi tự do đây. Đây là cái van tĩnh mạch. Cái đây nó có một cái cục huyết khối nó bám vào thành. Thấy không? Cái cục huyết khối này trôi nổi tự do. Đó. Rồi. Đây là ở tĩnh mạch basilic, tức là tĩnh mạch nền. Đó, bệnh nhân nằm viện và nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và đau tại vị trí kim đâm. Thì cái gì thấy rằng là cái cục huyết khối này nó cắt ngang và đè ép nó không có xẹp. Đây là tĩnh mạch basilic, tức là tĩnh mạch nền. Đó. Trên lát cắt dọc thì nó là một cái huyết khối không hoàn toàn. Đó. Và bệnh nhân bị cả basilic, cả cephalic, tức là tĩnh mạch đầu. Và mình để ý một chút là mình thấy thâm nhiễm mở quanh tĩnh mạch. Như vậy là đây là một cái huyết khối mới. Và bệnh nhân này cho làm CT thì nó có thuyên tắc động mạch phổi. Bệnh nhân này cũng vậy. Nuôi qua đường tĩnh mạch thì bắt đầu sưng đau tại cái vị trí kim đâm. Và cái gì thấy rằng là đây là tĩnh mạch nách nó bị huyết khối, tĩnh mạch nách nó huyết khối, và đây là tĩnh mạch đầu và tĩnh mạch nền bị huyết khối luôn. Đó. Tĩnh mạch đầu, tĩnh mạch nền, cái gì thấy là tất cả những cái cục huyết khối này. Như vậy thì cái mà quan trọng nhất là trắng đen và đè ép. Ở bệnh nhân này thì rất là tình cờ, bệnh nhân này nam 50 tuổi và nhập viện vì đau bụng, bệnh nhân này người nước ngoài. Và bệnh nhân cho làm CT để tìm cái nguyên nhân có vấn đề gì trong bụng hay không. Nhưng mà nguyên tắc khi mình đọc phim CT thì mình phải coi hết những cái gì mình thấy trên cái phim. Thì các anh chị thấy khi mà làm như vậy thì ở dưới bụng tôi lại không tìm thấy được một cái nguyên nhân gì hết. Mà tôi lại thấy ở trên cái tầng mà cắt ngang, tại vì khi mình cắt như vậy, mình cắt cái phần thấp, ngực thấp á, thì mình lại thấy rằng là nó đó, nó lại có huyết khối ở trong cái động mạch phổi. Và như vậy thì mình chẩn đoán là CT bụng nhưng mà lại chẩn đoán là một cái huyết khối động mạch phổi hai bên. Thì rất là lạ và đề nghị bác sĩ cho làm siêu âm. Thì khi mà cái chỉ định siêu âm xuống thì tôi cũng rất là ngạc nhiên là bác sĩ cho làm cả chi trên và chi dưới. Thì thông thường tôi nhắc lại ngay mở đầu đó, đa phần là huyết khối tĩnh mạch chi dưới. Thì tôi mới hỏi là tại sao lại cho cả chi trên. Thì người ta nói rằng là bệnh nhân than là cái chi trên nó hơi đau. Thì như vậy thì mình thấy là ở chi trên mình thấy là bên phải cái rai basilic, tức là tĩnh mạch nền ở bên phải này, nó có huyết khối mới. Đó, rồi cái cephalic này cũng huyết khối. Đó, rồi. Bên trái thì cái tĩnh mạch cephalic, tức là tĩnh mạch đầu, nó cũng huyết khối, đúng không? Và như vậy là bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch chi trên hai bên. Nguyên nhân vẫn không rõ vì sao bị như vậy. Và do bệnh nhân này người nước ngoài cho nên sau đó thì bệnh nhân điều trị vài ngày, bệnh nhân xuất viện là mình mất dấu, mình không biết là nguyên nhân từ đâu.
Rồi, bây giờ mình đề cập đến hình ảnh tổn thương sau huyết khối. Thì như vậy huyết khối thì nếu mình điều trị tốt thì nó sẽ tan hết cục huyết khối. Còn nếu mình để lâu thì nó sẽ đưa đến cái tồn tại thuyên tắc. Thì cái đường kính định mạch nó bằng hoặc là nhỏ hơn động mạch đồng hành, gọi là huyết khối mãn tính. Và nó có thể có vôi hóa và nó hình thành bằng hệ tĩnh mạch. Hoặc là nó có thể tái thông thương dòng chảy. Thì cái dòng chảy thông thương với di chứng là dày và vôi hóa vách tĩnh mạch. Và cái van tĩnh mạch nó cũng bị sơ hóa, không chuyển động hoặc là chuyển động đảo chiều. Lúc đó mình chẩn đoán là suy tĩnh mạch. Đó, thì đây là một cái trường hợp mà mình thấy rằng là huyết khối và cái khẩu kính tĩnh mạch và động mạch này nó gần bằng nhau. Thì cái này là mình nói là nó đã chuyển giai đoạn rồi, nó là sang giai đoạn nó tái thông thương một phần, đúng không? Đó, mình nói là huyết khối mãn tính rồi. Lên đến cái vùng tĩnh mạch đùa cùng mạch chậu ở ngoài ở bên trái, nó cũng huyết khối lan lên trên luôn. Đó, đây là một trường hợp nó di chứng sau huyết khối. Cái gì thấy rằng là đây là động mạch đùi nông, động mạch đùi sâu, và đây là cái tĩnh mạch đùi chung này. Nó huyết khối và nó không có lấp đầy hết, không? Nó tái thông thương một phần, hồi âm nó dày, nó không có thêm nhiễm mỡ xung quanh, và cái khẩu kính nó nhỏ hơn động mạch đồng hành và trên lát ngắn dọc này. Thì đây là một trường hợp là nó tổn thương sâu huyết khối, tức là không mạng tính rồi. Đó. Trường hợp này thì các anh chị thấy là cái tĩnh mạch đùi chung ở bên trái, mình thấy cái thành tĩnh mạch nó rất là dài, thì mình biết đây là một cái di chứng sau huyết khối, nó làm dày thành tĩnh mạch. Đó. Và nó tái thông thương hoàn toàn rồi, nó tái thông thương cho nên là nó không có bị tắc nữa, cho nên là cái phổ nó gần sống như nhịp thở, nhưng cái thành của tĩnh mạch nó dày do huyết khối. Đó. Và có những hình ảnh rất là ấn tượng, các anh chị thấy rằng là nó phù nề, cái da phù nề rất là dữ, và cái cục huyết khối này nó giống như cái sợi dây thừng, nó hồi âm dày và nó tái thông thương một phần đây. Đó, lan cắt ngang này, thì đây là một trường hợp là di chứng sau huyết khối. Đó, đây là một cái trường hợp mà mình làm giống như vữa sơ động mạch nặng vậy đó, nhưng mà thực ra đây là cái tĩnh mạch hiện bé. Và lòng tĩnh mạch thường bé, cái thành của tĩnh mạch nó vôi hóa, cái gì không? Đó, và đây là lát cắt ngang tĩnh mạch thường bé, tôi phóng đại lên cho mình thấy. Như vậy là nó bị vôi hóa, không? Cái này mình đừng chẩn đoán là vữa sơ động mạch nha, mình đang làm tĩnh mạch. Thì đây là tĩnh mạch thường bé, nó bị, đây là di chứng sau huyết khối và nó vôi hóa như vậy. Đó, các anh chị thấy nó vôi hóa và nó tái thông thương một chút thôi, không? Đó. Đây là một cái trường hợp mà cách ngang cái tĩnh mạch hiện lớn. À, cái gì thấy rằng là nó dày cái thành tĩnh mạch. Và cái đây là một cái lá van nó còn cái lá van này nó dính luôn ở trong cái dày thành tĩnh mạch này. Và như vậy là nó làm hư hỏng lá van. Thì cái này chắc chắn là bệnh nhân bị suy tĩnh mạch. Đó. Cái gì thấy rằng là đó, và sau đó thì cái dòng chảy đây, khi mình làm cái nghiệm pháp van san va là mình thấy xuất hiện cái màu đỏ này, tức là cái dòng chảy nó ngược lại vì cái lá van này nó hư rồi. Đó, mình sẽ cho cái đốt đai sung vô thì mình thấy rằng là cái dòng chảy ngược và đó, nó phải đến 3000 mili giây. Thì đến cái phần mà suy tĩnh mạch thì mình sẽ học kỹ về cái này. Đó, nhưng mà rõ ràng là di chứng của huyết khối là đưa đến cái suy tĩnh mạch. Đó. Đây là một trường hợp khác. Bệnh nhân, đây là cái nhánh phụ phía trước của tĩnh mạch hiện lớn, đại vì nó nằm rất là nông đây, thấy chưa? Và có cục huyết khối ở trong. Đó. Và như vậy thì bệnh nhân này vừa có bị cái tĩnh mạch hiện lớn nó bị như này, rồi cái nhánh phụ phía trước thì nó lại là một cái huyết khối mới, đây là huyết khối mới đây. Còn như vậy là nhánh chính thì là bị huyết khối mãn tính và suy tĩnh mạch, còn cái nhánh phụ phía trước thì nó lại là một cái huyết khối mới, tức là bệnh nhân có thể có huyết khối nhiều lứa tuổi đồng thời, tức là có cả cấp và mãn tính. Rồi, mình làm đến cái, đây là cái tĩnh mạch hiện bé đây, mình để nó xẹp hoàn toàn đó, nhưng mình để ý đây là cái
Tĩnh mạch cơ bụng chân ngoài và đi tĩnh mạch cơ bụng chân trong. Tĩnh mạch cơ bụng chân trong thì mình thấy nó xẹp hoàn toàn. Tĩnh mạch cơ bụng chân ngoài là mình thấy đó, đây là động mạch và hai tĩnh mạch đi cùng, thì cái tĩnh mạch phía ngoài này là xẹp hoàn toàn, còn tĩnh mạch phía trong là bị huyết khối. Đó. Đó. Cái, đây là cái cục, đây là cái hình ảnh trước khi đè ép nè, mình thấy hai cái tĩnh mạch cơ bụng chân ngoài đây. Vì khi mình đè ép á, thì cái ngoài này nó xẹp và cái trong này nó không xẹp, nó là huyết khối cái tĩnh mạch, một trong hai tĩnh mạch đó. Đó. Và đây là cái hình ảnh mà mình làm sau khi mà bị huyết khối. Bệnh nhân bị huyết khối đây, cái thành tĩnh mạch nó dày đây, nó hư hỏng hết cái lá van rồi. Nên khi mà bệnh nhân mình thấy đây là cái dòng trào ngược bệnh lý nè. Đó, dòng trào ngược bệnh lý khi người, đây là tĩnh mạch hiện bé, đây là dòng trào ngược bệnh lý tiên phát luôn. Thấy không? Tức là thay vì cái dòng chảy từ ngoại vi về trung tâm thì nó ngược từ trung tâm nó lại chảy ra ngoại vi. À, như vậy đây là một cái suy tĩnh mạch hiện bé sau cái huyết khối. Đó, đây là một trường hợp khác, các anh chị thấy rằng là cái thành tĩnh mạch này nó bị vôi hóa luôn, nó đoạn to đoạn nhỏ và cái thành nó dày lên, thì cái này chắc chắn là một cái di chứng sau huyết khối. Và nếu mà mình làm những cái nghiệm pháp để chẩn đoán thì mình chẩn đoán ngay đến một cái suy tĩnh mạch hiện bé. Dạ. Đây là một cái nữa là mình dùng cái nghiệm pháp đổi máu, pháp gọi là cái này đến cái phần siêu âm tĩnh mạch thì mình suy tĩnh mạch thì mình sao? Đó, gọi là pháp augmentation, thì lúc đó mình chẩn đoán là một cái suy trên một cái vôi hóa của cái thành tĩnh mạch do cái di chứng huyết khối. Và bệnh nhân này cũng như vậy, giống như một bệnh nhân lúc nãy vừa rồi, tức là mà nó vừa bị huyết, đây là di chứng và vừa bị huyết khối mới, thấy không? Thì cái này là ở cái tĩnh mạch cơ bụng chân trong là một cái huyết khối mới. Cái gì thấy người ta đè nó không có xẹp nè, nó có thâm nhiễm mỡ quanh cái tĩnh mạch, thấy không? Rồi, bệnh nhân này 64 tuổi nhập viện vì toát mồ hôi, nhịp tim thì nó trên 100 lần, 125 lần trên phút. Thấy không? Bệnh nhân x-quang ngực thì gần như bình thường hoàn toàn, bởi vì nói những cái dấu hiệu như là giảm tưới máu phổi hoặc là bị cái động mạch phổi nó cắt cụt hoặc là cái ham tâm là hoàn toàn không có, tức là trên x-quang bệnh nhân này hoàn toàn bình thường. Nhưng bệnh nhân này có nhịp tim nó trên 125 lần trên phút, và người ta làm CT động mạch phổi thì người ta thấy nó có thuyền tắc động mạch phổi hai bên. Và làm siêu âm tĩnh mạch thì lúc đó mình không thấy huyết khối mới, mà mình thấy đây là cái di chứng của huyết khối, tức là nó dày thành tĩnh mạch và nó tái thông thương một phần của cái tĩnh mạch khoeo bên phải. Đó, như vậy thì đây là một cái huyết khối và người ta hoàn toàn không biết, người ta vô viện vì một cái nhịp tim nhanh khó thở, và làm CT động mạch phổi ra là một cái thuyền tắc động mạch phổi, rồi làm ngược lại cái tĩnh mạch thì lúc đó mới phát hiện ra một cái di chứng của huyết khối. Rồi, kết luận vấn đề. Như vậy thì cái siêu âm 2D và đè ép trên lát cắt ngang là phương tiện đơn giản và hữu hiệu để chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch ngoại vi. Cần chẩn đoán chính xác huyết khối cấp hoặc mạng tính để có hướng điều trị thích hợp. Cũng đừng quên rằng huyết khối cấp, mạng tính và di chứng sau huyết khối có thể cùng tồn tại trên một bệnh nhân. Và hai hậu quả đáng sợ đó là thuyên tắc động mạch phổi và suy tĩnh mạch sau huyết khối. Thì cái dự hậu nó xấu hơn với suy tĩnh mạch do thoái hóa van tĩnh mạch. Như vậy thì đến cái phần mà suy tĩnh mạch thì mình sẽ học kỹ hơn. Rất là cảm ơn các bạn đã chú ý nghe cái phần mà siêu âm chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch ngoại vi. Xin cảm ơn phần bài giảng của bác sĩ Nguyễn Quang Trọng với rất nhiều kiến thức bổ ích về siêu âm Doppler huyết khối tĩnh mạch ngoại vi. Kính thưa quý bác sĩ, phần bài giảng vừa rồi đã khép lại buổi đầu tiên của chương trình phần 6 với chủ đề siêu âm Doppler mạch máu ngoại vi do Chi hội Siêu âm Việt Nam phối hợp cùng GE Healthcare tổ chức. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý bác sĩ và hẹn gặp